Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch số 185 KHUBND về việc thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố năm 2024. Kế hoạch nhằm đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu của nhân dân thủ đô về các mặt hàng thiết yếu trong mùa mưa bão, những ngày lễ, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và các thời điểm dịch bệnh bất thường xảy ra. Để làm tốt việc này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương Hà Nội chủ trì công tác nắm bắt thông tin thị trường, tổ chức, điều phối hàng hóa của đơn vị khi thị trường có biến động, theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân thành phố. Đồng thời, tăng cường hoạt động liên kết vùng giữa thành phố Hà Nội với các tỉnh, thành trong cả nước để chủ động nguồn cung đối với các mặt hàng thiết yếu, cũng như giúp các doanh nghiệp tìm nguồn hàng cung cấp cho thị trường Hà Nội và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tới các tỉnh, thành trong cả nước. Mình nhận thấy rằng thì cái sự thay đổi trong giá cả trong siêu thị thời gian gần đây thì so với trước thì cũng không có gì là biến động lớn cả. Thì cái nền kinh tế nó đang bị suy thoái, thế nên là cái giá cả thì nó thật sự là giá thì lúc lên lúc xuống. Thời gian gần đây thì mình thấy là giá nó có nhỉnh hơn một chút so với trước. Những người dân, người là dân văn phòng chẳng hạn, thì cái khoản chi tiêu hay là có gia đình người ta sẽ có một khoản nhất định. Thường thì ai cũng có cái mục tiêu, có kế hoạch riêng sử dụng tài chính cho mình mà. Thì nhất định, thế nên là khi mà có cái giá rõ ràng và giá niêm yết rồi thì họ sẽ tính toán được cái chi phí chi tiêu cho mình, dự trù cho mình trong một tháng hay một tuần là bao nhiêu. Như vậy rất là tốt cho cái người tiêu dùng. Theo đó, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở ban ngành tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hà Nội thông báo nội dung chương trình tới các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Đồng thời, tiếp nhận và chuyển thông tin về nhu cầu vay vốn của các đơn vị tham gia chương trình tới các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội, kết nối ngân hàng với doanh nghiệp để giúp các doanh nghiệp tiếp cận nhanh vốn vay ngân hàng. Hiện tại quy mô mới của chúng tôi đang làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp cũng như là nhà sản xuất có uy tín trong thị trường của Việt Nam của mình. Chúng tôi đã có những kế hoạch làm việc để đảm bảo nguồn cung cấp hàng hóa, cung cấp đủ cho người tiêu dùng theo nhu cầu. Những đơn vị tham gia chương trình bình ổn giá sẽ được thành phố Hà Nội hỗ trợ cung cấp thông tin các điều kiện của sản phẩm, của cơ sở sản xuất để đưa hàng hóa vào kênh phân phối.